chữ 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 lạ lắm. Sợ mấy em dọa gì đấy chứ. Mũi là nó hay đau. Cái Lê có bị đau Đau thì mà lắc mũi mũi? à? Đau chắc là mũi đau lắm. Đau mũi Nhiều đau. người đa số là nặng mũi là đau. Có Người con ít bé lắm mua rồi. đây là nặng mũi không đau thôi, vẫn nặng hoài là đau. Người ta nặng mũi là đau lắm. Cái trên có mông. Quần có mông. Thôi quấn màu thì thôi khỏi nói rồi cà ly. Là dễ sợ.